Học cách điều khiển con kiu. Không ai yêu mày cả ấy. Nghe nghe tổn thương. À, có nhiều người quá nè. Sao toàn đầu gấu vậy nè? Ôi, ôi bắt nè. To the shrill cry of his alarm. Mình nói cũng vậy, xong cái mình bị dựng lên à, như một tình trạng bình thường đúng không? Rồi giờ mình hả? Cái đồng hồ. Nãy giờ thấy nó bị dựng lên. Cái đồng hồ. Cái đồng hồ sao? Nó bay luôn rồi. Tao nghe phải phun cái thanh nó. Đánh mày đánh răng. Đánh răng như thế nào ta? Nó có chui vô mồm mình không? Đi đi thử đi, đi đi tìm cách thử đi. Cái cái đít, cái năng mình cái đít à. Bạn nào muốn thử trải nghiệm nóng bỏng á? Cho con kêu ở trong cái lò. Lò nướng. That one was good too. Trời ơi. Sản phẩm chất lượng, sản phẩm chất lượng, sản phẩm hàng được tốt. Em ơi. The prostate pounder X100 series. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái này nó gì vậy? Mother of no, John, that's too much pleasure for one anus to handle. Má ơi! Sập, sập công ty nó rồi! Trời ơi, cái đồ chơi nó rung sập công ty luôn quá trời. Trời ơi! Trời ơi, nó đau quá vậy hả? Cháy đi trời! Thank you.